Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các tân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần 2 lần vào lúc 4 giờ 30 sáng thứ năm và 5 giờ 30 sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Thưa quý thính giả, Radio Giờ của Mẹ xin được gửi đến quý vị 45 chương trình phát thanh về tác phẩm Các chứng từ về mẹ của tác giả Linh Mục Hoàng Minh Tuấn và do chương trình phát thanh Giờ của Mẹ thực hiện. Xin kính mời quý vị theo dõi và giới thiệu với các thân nhân và bằng hữu. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là kỳ đọc truyện lần thứ 35 của tác phẩm Các chứng từ về mẹ. Chúng tôi xin được tiếp tục với câu chuyện 133. Phần đọc truyện hôm nay sẽ qua hai giọng đọc của Mỹ Hoa và Kim Hà. Tên khủng bố trở thành sứ giả hòa bình. Nụ cười của một thị nhân đã thuyết phục tôi. Và quả thật, sách vở và tài liệu về Mễ Du đã đến tay tôi trong nhà tù. Tôi bắt đầu lượm lặt cho mình qua những thứ đó. Tôi nhớ bức ảnh chụp Vika một thị nhân. Nhìn kỹ khuôn mặt của chị, tôi cảm nhận khuôn mặt ấy nói lên cho tôi biết đây là sự thật. Tôi cảm nhận khuôn mặt đó không thể nói dối. Tôi cảm thấy chị đang đau khổ. Chị đã trông thấy Đức Mẹ Chúa Trời, và dần dần tôi mở lòng mình ra, nhưng tôi lại hiểu rất rõ một cách thực tế trước các vấn đề mà tôi đang phải đối mặt, bởi những người của Ira đang làm áp lực lên tôi, bắt tôi phải cảnh giác trước những gì đang làm tôi đảo lộn. Tôi bắt đầu nghĩ đến những hiểm họa mà một kẻ khủng bố như tôi phải trình bày trước mặt Thiên Chúa về sự đảo lộn luân lý qua những sự cố đang tiếp diễn, về thực tại của các bí mật của Đức Mẹ, về tình yêu, về lòng nhân hậu. Tôi bắt đầu suy nghĩ về sự việc một kẻ đã từng sử dụng bom mìn làm sao có thể chấp nhận lòng nhân hậu của Thiên Chúa, tình yêu, sự hòa giải, bao dung tha thứ. Đó là những loại chướng ngại tự dưng dựng lên như các tảng núi đá trước cuộc phiêu lưu mới mẻ này. Nhưng rồi dần dần, chậm rãi, tôi đang trưởng thành lên và các khó khăn của tôi cũng phai nhòa đi. Cái khó nhất bây giờ là ý nghĩ những tội lỗi nghiêm trọng mà tôi đã phạm. Tôi phải nói, chính lòng nhân hậu của Thiên Chúa và Mẹ Người đã canh phòng cho tôi khỏi bị khựng lại trên cuộc hành trình. Tôi hiểu ra tôi đang đối diện với sự thật và tôi có thể hoặc đón nhận nó hoặc không chấp nhận nó. Chọn giữa Thiên Chúa và các đồng chí Ira. Cuối cùng thì tôi phải chọn lựa thôi. Tôi bắt đầu tuyên truyền các thông điệp Mễ Du ngay trong nhà lao. Tôi khởi sự phân phát truyền đơn về Mễ Du cho tù nhân. Những người đồng chí cũ của tôi, có vài anh thì nhận, những kẻ khác thì không, và những người khác nữa thì chỉ trích nặng lời. Họ hoài nghi và bực tức về việc tôi vừa khai mào. Có một vài đồng chí Ira bắt đầu nhận các sứ điệp Mễ Du trong nhà tù. Rồi có hai người còn tiếp tay với tôi để phân phát tài liệu. Và bây giờ tôi biết họ vẫn tiếp tục công việc này ở ngoài trại giam. Họ là thành viên của một nhóm cầu nguyện theo đúng tinh thần các sứ điệp Mễ Du. Có một số hãy còn ở tù nhưng vẫn làm việc cho Đức Mẹ vì họ đã gặp được tình yêu. Tôi biết có những cuộc ăn năn trở lại rất chân thực xảy ra trong nhà tù. Bản thân tôi đã khám phá ra Kinh Thánh. Tôi nhận được ơn thông hiểu và ơn này xảy ra trong khi cử hành thánh lễ.
tôi mộ mến dự lễ và cầu nguyện. Tôi bắt đầu đọc Kinh Thánh ở trong tù chung với một số bạn khác. Thoạt đầu, tôi có hơi lo sợ, nhưng tôi bắt đầu đọc chuyện vua David, kinh nghiệm phạm tội của nhà vua. Thì ra, ông cũng là một kẻ mưu sát và một kẻ ngoại tình. Về sau thì tôi hiểu rằng, Thiên Chúa yêu thương hết mọi con người, kể cả những đứa con đi hoang rời xa người. Tôi đã nghiệm được sức mạnh của lời cầu nguyện. Khi tôi bị đưa vào tù, gia đình tôi, một số nữ tu vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tôi, nên tôi đã được ơn ăn năn trở lại. Qua sự cầu nguyện, quyền năng tình yêu của Thiên Chúa bộc lộ rõ ràng. Sau những năm tù, tôi tìm đến Medjugorje để tạ ơn. Tôi được phóng thích lễ phục sinh năm ngoái, và tôi đến đây vào tháng 8. Có cảm tưởng như mình đến thăm nhà một người nào đó. Tôi đã đọc được rất nhiều sách và tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong lòng tôi. Tôi đến thăm các thị nhân Vika và Marija. Từ khi tôi nhìn bức ảnh của chị Vika trong tù, tôi đã hiểu ngay chị là sứ giả tuyệt vời của sự hiện diện Đức Mẹ ở đây. Còn trong chị Marija thì tôi quý mến nhất là cái nét dịu dàng trong nếp sống đạo của chị. Ơn gọi làm linh mục. Qua phép thánh thể, tôi bắt đầu lĩnh hội được sự cao trọng của Đức Kitô và cảm nghiệm được tâm tình của thánh lễ. Tôi đã trao đổi điều này với cha Kelly ở trong tù. Ngài nhắc nhủ tôi về các trách nhiệm đối với mọi người và sự cần thiết phải sống khiêm tốn thực sự trước mặt Thiên Chúa. Bởi vì ơn huệ này của Chúa không ban cho hết mọi người đó, còn phải đón nhận ơn ấy với lòng khiêm hạ. Cha Kelly theo dõi tôi, và Ngài đã nhận ra ơn huệ này mặc dù tôi đã có quá khứ như thế nào và những đổ vỡ như thế nào. Tôi qua một năm huấn luyện và 3 năm học triết, bởi vì những gì tôi đã học được trước kia toàn là thứ triết lý Marxist. Tôi bắt đầu học trong tù. Giờ đây, khi trở về nhà, tôi sẽ theo học thần học. Tôi hiểu rằng, nhờ Mễ Du, những con người như tôi vốn là những tên khủng bố, hay những binh lính của quân đội Anh quốc, hay như các cô gái điếm, họ đều là nạn nhân tất cả, nạn nhân của thứ tâm lý mà họ mang theo, nạn nhân của tình trạng xã hội, kinh tế, chính trị. Thiên Chúa thương xót hết mọi người chúng ta, người muốn cứu giúp chúng ta, cũng như người đã cứu tôi bằng cách đỡ chúng ta trỗi dậy để quay về với người. Lễ phục sinh năm 1989, tôi đang ngồi bên cây thánh giá gần nhà thờ Mễ Du, thì có một cô gái tiến đến nói với tôi, có một người Anh quốc, có nghe nói về tôi điều gì đó, và anh ta muốn gặp tôi trao đổi. Anh từng là một quân binh ở Belfast. Anh bắt đầu kể cho tôi nghe, chính anh cũng có kinh nghiệm tôn giáo giống hệt như tôi. Sau khi anh đã phục vụ trong quân đội nước Anh ở Belfast vài năm trước đây. Khi anh đang nói, tôi vỡ lẽ ra là anh đã làm nhiệm vụ ở Fort Ross ở Belfast ngay đúng cái hôm mà tôi đang thi hành vụ bắn giết, rồi ngã xe và dẫn tôi đến nhà tù. Đây quả là một chuyện lạ kỳ cho thiên hạ khi nghe kể, nhưng nó lại là câu chuyện thường tình ở Mễ Du. Câu chuyện một người là tôi trong quân đội Cộng hòa Ái Nhĩ Lan và một anh lính của quân đội nước Anh có cung cách cư xử khác hẳn nhau, khác nhau về văn hóa, phong tục và tâm thức, cùng chĩa súng bắn giết nhau tại Belfast năm 1982, lại có thể gặp nhau, bắt tay nhau trên mảnh đất Mễ Du. Câu chuyện thứ 134, kế hoạch của Đức Mẹ thế nào? Trong ba thù, ma quỷ, thế gian, xác thịt,
kẻ nào mạnh và nguy hiểm nhất? Đức Mẹ nói, đó là Satan, vì nó lẻn vào khắp nơi, xúc xiểm, rình rập, nó rất mạnh. Đức Giêsu trong Tin Mừng Gioan gọi nó là đầu mục, thủ lĩnh thế gian. Nó có thể phá kế hoạch của Đức Mẹ được không? Đức Mẹ thường nói là nó mạnh mẽ và nó muốn làm hỏng kế hoạch của Mẹ, của Thiên Chúa. Nhưng một cách chung, chúng ta biết là Thiên Chúa đã trao quyền điều khiển lịch sử nhân loại từ phục sinh cho đến tận thế cho Chúa Giêsu phục sinh rồi. Cho nên Satan không có quyền điều khiển lịch sử. Chúa Kitô sẽ dẫn dắt lịch sử ấy đến toàn thắng chắc chắn. Thầy đã thắng thế gian. Đằng khác, Satan còn bị hạn chế quyền lực bởi vì con người có sự tự do. Bao lâu họ chống lại nó không làm gì được. Sở dĩ ngày nay nó mạnh mẽ và hoạt động thành công nhiều là vì con người đã nghe theo tiếng nó, chấp nhận nó như tổ tông Adam, Eva ngày xưa. Thiên Chúa lại trọng tự do của con người vì người đã dựng nên họ có tự do. Cho nên người chờ đợi, như trong dụ ngôn, lúa tốt và cỏ lùng. Người chờ đợi mùa gặt, và người sẽ thu lượm lúa tốt, còn cỏ lùng người sẽ đốt đi. Cả ngay lúc bên ngoài Satan có vẻ thắng, kỳ thực nó thua. Cứ xem ví dụ điển hình nhất, việc Đức Giêsu bị kết án tử qua những người Do Thái, hàng lãnh đạo, Giuđa, Phi-la-tô. Nhưng cái nó tưởng là thắng khi giết được Đức Kitô, kỳ thực là thất bại chung cuộc. Chúa Kitô đã nhờ cái chết ấy mà vào vinh quang. Chúng ta vẫn luôn cầu nguyện, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như đã thể hiện trên trời. Vì chúng ta tin chắc là mọi ý Cha, mọi kế hoạch của Cha sẽ được thể hiện không sai chạy, không một thọ tạo nào có thể làm hỏng kế hoạch Thiên Chúa được. Nhưng như vừa nói, Thiên Chúa tôn trọng tự do của nhân loại. Do đó, nếu kế hoạch Thiên Chúa có bị thất bại phần nào, là do trách nhiệm của ta làm nó thất bại nơi chúng ta, đang khi Thiên Chúa muốn mọi người được cứu rỗi. Vào lúc đó, chính chúng ta phải trả giá cho các hậu quả của thất bại ấy. Đức Mẹ cũng có kế hoạch của Mẹ để cứu loài người thắng Satan. Phải hiểu kế hoạch này là cuộc chiến của tình yêu chống lại sự tàn phá, sự dữ. Đức Mẹ bảo, mục tiêu của cuộc chiến là làm cho tình yêu ngự trị. Các con yêu dấu, hôm nay Mẹ cũng kêu gọi các con thi hành và để tâm tới những sứ điệp của Mẹ với một tình yêu đặc biệt. Thiên Chúa không muốn thấy các con ơ thờ và thiếu quả quyết. Người muốn các con toàn tâm toàn ý theo Người. Các con đều biết rằng Mẹ yêu thương các con tha thiết nồng nàn. Do đó, hỡi các con, hãy quyết định sống trong tình yêu, để các con có thể hiểu và cháy bừng trong tình yêu Chúa hơn mỗi ngày. Hãy quyết tâm sống tình yêu, hỡi các con, để tình yêu có thể ngự trị trong mọi người. Không phải là tình yêu phàm trần, nhưng là tình yêu Thiên Chúa. Thông điệp ngày 20 tháng 11 năm 1986. Chúng ta phải biết rằng tình yêu là khí giới hàng đầu, hay đúng hơn là hồn, là chất xúc tác của mọi hoạt động chống Satan. Bởi vì Satan là hiện thân của hận thù, ganh ghét. Cho nên nó sợ và ghét tình yêu hơn hết mọi sự. Như thế, Satan sẽ không còn có sức lôi kéo các con bởi sự kiêu căng, ngạo mạn và sức mạnh lừa dối của nó. Thông điệp ngày 25 tháng 11 năm 1987. Câu chuyện thứ 135, cơn giận của Satan. Thánh Gioan Vianney đã ca ngợi nhân đức khiêm nhường như sau. Một hôm người ta hỏi cha nhân đức nào cao trọng nhất.
cha lập tức trả lời. Khiêm nhường. Thứ đến là nhân đức nào? Khiêm nhường. Đứng thứ ba là nhân đức nào? Vẫn là khiêm nhường. Để nhận thức được quyền lực phi thường của nhân đức khiêm nhường, Thiên Chúa đã cho phép xảy ra biến cố tại nữ ước mà tôi chứng kiến. Đây là bằng chứng cụ thể. Một người bạn thân của tôi là cô Karen, một hôm đã hỏi cô Maria. Khi Đức Mẹ hiện ra trước mặt cô, Đức Mẹ nhìn cô với ánh mắt thế nào? Cô cảm thấy cô là ai đối với Đức Mẹ? Maria mỉm cười và cầm trí lại vài giây, như thể muốn sống lại cuộc hiện ra trong tâm trí, và để tìm một câu nói thật chính xác. Sau đó, với một giọng nhỏ nhẹ và rõ ràng, cô nói, khi mẹ đến, và khi mẹ nhìn tôi có cảm tưởng là đối với mẹ, tôi là nữ vương bình an, còn mẹ như thể mẹ ngạc nhiên sung sướng được hân hạnh đến gặp tôi. Cô nói gì vậy? Cô có thể nhắc lại lần nữa được không? Phải, đúng thế. Mẹ ngạc nhiên vui sướng vì được Thiên Chúa ban đặc ơn đến gặp tôi. Trời đất, như thế là thế giới đảo lộn mất rồi. Chính thế, mẹ khiêm nhường đến như vậy đó. Karen kinh ngạc không nói nên lời. Thời gian sau, Karen được mời nói chuyện về Mễ Du trong một nhà thờ lớn, giữa thành phố Nữ Ước, nhà thờ Thánh Giáo Hoàng Pio X. Cả một đám đông lớn chen nhau đến nghe cô. Lúc ấy trời đã tối. Một tối mùa hạ đẹp trời. Karen đang thao thao mô tả về Đức Mẹ, theo những gì các thị nhân ở Mễ Du đã thấy. Rồi cô nói về đức khiêm nhường của Đức Mẹ, và tất nhiên cô thuật lại mấy lời gây kinh ngạc của cô Maria nêu ở trên. Vì Đức Mẹ là thụ tạo khiêm nhường nhất, cho nên mẹ là người có quyền lực nhất chống lại Satan. Vừa nói xong, cô ngừng lại, mỉm cười và nói tiếp. Điều tôi sắp nói, tôi xin báo trước, không làm cho Satan thích thú chút nào, vì đó là cái gì mà Satan không thể ngụy tạo, không thể bắt chước, cũng như không thể chấp nhận. Đây, trong Vương quốc Thiên Chúa, chính Đức Maria là người nhỏ bé nhất. Cô vừa nói xong câu ấy, thình lình một trận động ghê hồn vang khắp thánh đường, làm rung chuyển đến tận nền móng. Điện tắt, tất cả cử tọa chìm trong bóng tối, máy phóng thanh mất điện, im bặt. Cả cử tọa kinh hãi, ngồi im thin thít một lúc. Có người tự hỏi, phải chăng tận thế đang ụp xuống đầu họ? Từ trong bóng tối, tiếng cười an bình của Karen vang lên, và tiếng nhỏ bé của cô, mọi người đều nghe rõ. Các bạn đã thấy chưa? Tôi đã báo trước rồi mà. Satan không thích thấy Đức Mẹ Maria là người nhỏ bé nhất. Các linh mục thắp nến lên để xem xét tình hình, và phải mất nửa giờ mới thắp được một chút ánh sáng cho cử tọa đang sốt sắng cầu nguyện. Ngoài thánh đường cách đó một ít mét, một cây cổ thụ bật rễ, nằm đổ ngang xuống đất, bị chẻ làm đôi và cháy đen như than. Có phải sét đã đánh chúng không? Làm sao có sét vì trời quang mây tạnh, không ai thấy chớp lóe lên. Các vì sao vẫn thản nhiên lấp lánh trên vòm trời Nữ Ước. Chỉ còn có thể nói, đó là cơn giận dữ khủng khiếp của Satan. Nó không thể cầm nổi tức giận trước sự khiêm nhường của Đức Mẹ. Ý đồ của Satan là gây nên trong chúng ta một sự ù lì thụ động, hoặc dửng dưng lãnh đạm, làm mất bình an và cầu nguyện. Sự thụ động và lười biếng ấy sẽ phá hủy tận gốc việc ăn năn hối cải. Các con sẵn sàng phạm tội và tự đặt mình trong tay Satan mà không nghĩ ngợi gì. Thông điệp ngày 25 tháng 5 năm 1987. Bởi vậy, chúng ta phải động viên, phải thức tỉnh, phải hoạt động. Toàn thắng chỉ xảy đến bởi tình yêu và thánh thiện. Các con yêu dấu, bữa nay mẹ mời gọi các con sống thánh thiện.
các con không thể sống mà không thánh thiện. Bởi vậy, hãy chiến thắng mọi tội lỗi vì tình yêu, hãy vượt qua mọi khó khăn, trở ngại các con gặp trên đường đời vì tình yêu. Các con yêu dấu, mẹ năn nỉ các con hãy có yêu thương ngay trong các con. Thông điệp ngày 10 tháng 7 năm 1986. Các con yêu dấu, hận thù gây chia rẽ, nó làm cho người ta không nhìn thấy ai và thấy gì cả. Mẹ mời gọi các con luôn luôn thực hiện hiệp nhất và hòa bình. Các con yêu dấu, đặc biệt hãy gieo rắc tình thương ngay nơi các con sinh sống. Ước chi tình yêu thương luôn luôn là khí cụ duy nhất trong cuộc đời các con. Với tình yêu, các con biến đổi nên tốt đẹp những cái mà ma quỷ muốn phá hủy đi và giành lấy về cho chúng. Duy trì với đường lối này, các con sẽ hoàn toàn thuộc về mẹ, và mẹ mới có thể giúp đỡ các con. Thông điệp ngày 31 tháng 7 năm 1986. Thiên Chúa đang chiêu mộ binh lính gia nhập hàng ngũ dưới cờ người. Đức Mẹ bảo vai trò chúng ta rất quan trọng. Không bao giờ chúng ta có thể làm đủ cho kế hoạch ấy. Để sống các sứ điệp, không bao giờ chúng ta có thể nói là đã làm đủ rồi. Chúng ta đã phải sẵn sàng cho đi mọi sự, ngay cả bản thân chúng ta. Vì đây là cuộc chiến vũ hoàn giữa hai thế giới. Nhà cửa, tiền bạc, làm ăn không còn quan trọng mấy nữa. Các con yêu dấu, mẹ mời gọi các con lại một lần nữa, hãy quyết tâm yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Trong thời gian này, do tinh thần tiêu thụ vật chất, con người quên đi cái ý nghĩa yêu thương và giá trị thật của nó. Mẹ lại mời gọi các con hãy đặt Thiên Chúa lên hàng đầu trong cuộc sống của các con. Đừng để Satan lôi cuốn các con bằng những sự vật chất. Song hỡi các con, trong thời gian này, khi các con suy gẫm về những đau đớn và cái chết của Chúa Giêsu, mẹ mời gọi các con quyết định chọn sự sống đã đơm bông nhờ sự phục sinh của Ngài. Như vậy, các con sẽ được đổi mới bởi sự hoán cải, để mẹ dẫn đưa các con tới cuộc sống trường sinh. Thông điệp ngày 25 tháng 3 năm 1986. Không bảo chúng ta phải bỏ cuộc sinh sống hiện tại. Song nếu các bạn giàu có, hãy cho cách dồi dào vì kế hoạch ấy. Nếu bạn có nhiều tài năng, hãy cống hiến cho kế hoạch Thiên Chúa. Nếu bạn chỉ là một bà nội trợ, hãy dâng cho Đức Mẹ đạn dược Đức Mẹ cần bằng lời cầu nguyện của bạn nơi bạn đang làm bếp. Ai ai cũng có một vai trò quan trọng để làm. Bạn có nhớ không, Đức Mẹ đã làm nhiều cho nước Thiên Chúa hơn các thiên thần, sứ ngôn và loài người hợp lại, chỉ nguyên bởi việc làm một người mẹ. Câu chuyện thứ 136, kế hoạch của mẹ là kế hoạch hòa bình. Đức Mẹ muốn mỗi người chúng ta có sự bình an đặc biệt trong bản thân. Bình an ấy được phản ánh qua thái độ chúng ta và sẽ cho biết chúng ta thuộc phe nào. Trời sẽ thắng nếu chúng ta viết những sứ điệp Đức Mẹ lên trái tim ta mà sống. Một khi các bạn đã hiểu kế hoạch Thiên Chúa và Đức Mẹ trên thế giới ngày nay, bạn sẽ thấy bạn đang ở giữa một đại cuộc vĩ đại, đến nỗi rất hiếm có thời nào trong lịch sử nhân loại sánh bằng. Đây là kế hoạch hòa bình của mẹ. Các con yêu dấu, hôm nay mẹ muốn đặt các con dưới tấm áo choàng của mẹ để bảo vệ cho các con khỏi mọi tấn công của Satan. Hôm nay là ngày hòa bình, nhưng trên toàn thế giới thật quá thiếu hòa bình. Bởi vậy, mẹ kêu gọi các con, nhờ cầu nguyện, hãy cùng với mẹ xây dựng một thế giới mới hòa bình. Không có các con, mẹ không thể làm được việc đó.
Do đó, mẹ kêu gọi tất cả các con, với tình một người mẹ, là hãy cầu nguyện, phần còn lại để Chúa lo liệu. Vậy, hỡi các con, hãy mở tâm hồn ra đón nhận các kế hoạch và ý định của Thiên Chúa trên các con, để các con có thể hợp tác với người, kiến thiết một nền hòa bình bền vững luôn mãi. Đừng quên rằng, cuộc sống các con không thuộc về các con, nhưng đó là một tặng phẩm. Nhờ đó, các con phải đem nguồn vui tới cho kẻ khác và dẫn dắt họ tới cuộc sống muôn đời. Ước chi tình âu yếm của Hải Nhi Giê-xu, con mẹ luôn tháp tùng các con. Thông điệp ngày 25 tháng 12 năm 1992. Trước hết, Đức Mẹ vẽ bức họa bi thảm về xã hội tân tiến của ta. Hòa bình của thế giới đang lâm nguy. Thông điệp năm 1981. Thế giới bất an, không có hòa bình đang khi họ khao khát hòa bình. Thông điệp ngày 25 tháng 7 năm 1990. Các con đang sáng tạo một thế giới mới không có Thiên Chúa, nhưng chỉ bằng tài sức của riêng các con. Chính vì vậy, các con không thấy thỏa mãn và niềm vui trong tâm hồn. Trích thông điệp ngày 25 tháng Giêng năm 1997. Trái tim loài người không được bình an và đã nhiều lần nó bộc lộ ra trong các việc bạo lực. Vì thế, Đức Mẹ bảo chúng ta phải cầu nguyện để có bình an ngay trong trái tim mình. Khi có đủ người làm như vậy, lúc ấy hòa bình mới ngự trị chung quanh ta. Đức Mẹ nói, hãy cầu nguyện với Chúa của sự hòa bình để người giúp các con hiểu được bình an thì quan trọng thế nào trong trái tim các con. Nhờ đó, các con có thể quảng bá hòa bình từ trái tim các con ra toàn thế giới. Hãy cầu nguyện, vì Satan muốn phá hoại cái kế hoạch hòa bình của mẹ. Hãy hòa giải với nhau, và bằng cuộc sống, các con hãy giúp hòa bình ngự trị trên toàn trái đất. Thông điệp ngày 25 tháng 12 năm 1990. Câu chuyện thứ 137. Từ thần linh chết đến Thiên Chúa sống. Tôi vừa đến Mễ Du, liền gọi điện cho Vicca ngay. Mẹ cô bảo tôi rằng cô đã đi thăm cha Jojo tại Tihalina. Tôi thầm nghĩ chắc có điều gì đặc biệt đây. Đúng vậy, hôm nay là ngày lễ Thánh Quan Thầy, Thánh Elia. Tôi nảy ý kiến phải đến đó ngay. Vicca có chuyện gì ở đó rồi? Câu chuyện không phải chỉ là mừng lễ Thánh Quan Thầy. Cha mẹ tôi cũng hành hương với tôi. Cha tôi không bước đi được vì bị tê thấp ở đầu gối. Tôi quyết định sẽ đến đó ngày hôm sau. Hôm sau, cha Jojo bảo, vậy là anh đã hụt mất tôi rồi, vì ngài giảng một bài giảng hay nhất kể từ khi nhà thờ của cha được xây cất cách đây 2 năm. Ngài tỏ ra quá vui mừng, và suốt hơn 1 tuần, gặp ai cũng nói tại sao ngài vui như thế. Lễ Thánh Elia, ngài đã làm phép thêm sức cho một người được Đức Mẹ Mễ Du ban ơn trở lại đạo. Đó là một cô gái đã 30 tuổi, con của một lãnh tụ cộng sản, và do chính Vicca làm mẹ đỡ đầu. Bà mẹ cô gái đó cũng có mặt. Bà ta đã khóc ròng suốt buổi thánh lễ, và bà cũng đã quyết định đích thân mình xin theo Công giáo luôn. Sau khi nghe câu chuyện con gái bà kể, lý do nào cô đã xin theo đạo, kể ngay trong khi dự thánh lễ. Đợi cơ hội thuận tiện, cha Jojo mời cô gái lên micro. Hôm đó là ngày 21 tháng 7 năm 1988. Dưới ánh mắt phấn khởi của vị linh mục, cô ta giải thích cái hạnh phúc được theo đạo. Cô vừa nói xong, tôi tiến đến gần và giới thiệu với cô về tôi. Đồng thời tôi yêu cầu cô làm ơn trả lời cuộc phỏng vấn của tôi.
cô bằng lòng ngay. Chúng tôi bước ra ngoài nhà thờ. Hai chúng tôi ngồi trên bậc thang lầu. Khi cha Jojo gặp chúng tôi, ngài nhận ra chúng tôi đang nói chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha. Ngài vội bảo, ồ, anh có thể nói tiếng Anh với cô ta được mà. Thực ra, cô gái này đã từng đến Hoa Kỳ để học tiếng Anh, và đến Cuba để học tiếng Tây Ban Nha. Rồi sau đó, cô làm hướng dẫn viên du lịch trong nhiều năm. Tôi hỏi tên tuổi cô. Tên tôi là Anka Vlajevic, 30 tuổi. Tôi sinh tại Nam Tư này. Ngay từ khi mới sinh, cha mẹ tôi dạy cho tôi biết chẳng có Thiên Chúa gì cả. Và tôi luôn luôn tin điều ấy, cho tới lúc đến Mễ Du. Tôi nghĩ rằng tôi được ở Mễ Du hôm nay là vì cuộc đời tôi đã tới cái lúc tôi phải được chuẩn bị để nhận lãnh sứ điệp và lời của Thiên Chúa. Cuộc sống tôi khởi sự thay đổi từ một năm nay. Đối với tôi, những gì người ta đã dạy tôi tại nhà trường và trong xã hội chẳng làm tôi thỏa mãn chút nào. Cuộc khủng hoảng đã đến với tôi ngay ở những gì tôi đặt tin tưởng. Tôi từng là đảng viên cộng sản và mọi điều tôi tin tưởng đã thay đổi. Tuy nhiên, ở trong cõi thâm sâu niềm tin của tôi hồi đó, cũng đã có cái gì đó là chân lý và bình an. Ngay từ hồi đó, tôi đã bắt đầu tạo lập cho chính mình một sự nhất quán trong thâm tâm chân thành của tôi, như nhiều bạn trẻ đã làm, và chính điều này đã dẫn đưa tôi tới Thiên Chúa. Tôi được giáo dục ở trường Đại học Kinh tế ở Zagreb, nhưng tôi kết thúc việc đó đã lâu rồi. Tôi học tiếng Anh tại Hoa Kỳ và tiếng Tây Ban Nha tại Cuba, bởi vì theo tôi, ngôn ngữ là phương cách để tìm hiểu dân chúng trên thế giới, và sự tìm hiểu đó là ơn gọi con người trong thời đại này. Tôi phải nói rằng, cuộc tìm kiếm Thượng Đế đã bắt đầu từ 10 năm nay rồi. 4 năm trước, tôi bắt đầu làm nghề hướng dẫn du lịch tại Dubrovnik, và đó là lần đầu tiên tôi có dịp đến Mễ Du. Hồi đó, Mễ Du chả nói gì với tôi cả. Tôi đến vào tháng 11 năm 84, và kể từ ngày ấy, tôi không trở lại cho tới tháng 4 năm nay. Nhưng bây giờ thì khác, bởi vì tôi đã có dịp suy tư bề sâu ngày càng đậm hơn. Năm ngoái, tôi nghĩ mình đã được ơn gặp gỡ Thiên Chúa, và cũng nghĩ cứ âm thầm sống với Chúa, chứ không muốn cho thiên hạ biết cái bí mật ấy. Nhưng rồi có bao nhiêu sự việc đã xảy ra trong lòng tôi, và tôi tin rằng chính vị Thiên Chúa đó là đấng mà tôi đang đi tìm, và sự tìm kiếm này đã dẫn tôi đến Mễ Du vào năm nay. Tôi theo đạo. Bước đi đầu tiên là trên đồi Porto, đồi hiện ra. Những tảng đá ấy khởi sự đem đến cho tôi một cảm giác mạnh. Tôi nghiệm ra sự có mặt của Đức Thánh Mẫu ngay trong trái tim tôi, và điều này xảy ra chỉ trong tích tắc. Lúc đó là sau lễ phục sinh. Thoạt đầu, tôi nảy ước muốn được gia nhập một đan viện ở Hòa Lan, nhưng tôi đã đi Mễ Du, vì tôi hiểu rằng phục vụ Đức Mẹ ở đây thì cần thiết hơn. Và tôi cảm thấy thật sự sung sướng khi mẹ khấn dùng tôi trong cái nghề hướng dẫn viên để dịch các bài giảng của cha Jojo ra tiếng Anh, hoặc cho một nhóm nào từ châu Mỹ tới. Hồi tháng 4 khi tôi đến đây, đó là vào dịp có một đoàn người Cuba từ Florida tới. Đối với tôi là cả một cú sốc, nó gây khủng hoảng. Cả nhóm cứ nghĩ tôi là khách hành hương công giáo tốt lành. Tôi không phân bua với họ, tôi không phải là người công giáo, tôi không quan tâm đến điều ấy. Tôi đã có niềm tin riêng của tôi tự nhủ như thế, và tôi nên tôn trọng niềm tin của kẻ khác. Tôi chỉ nghĩ đến công việc của mình, nhưng sau 2, 3,
4 ngày, tôi cảm thấy có cái gì khác lạ trong tôi. Tôi không ngừng cảm thấy mình xấu xa, xấu tệ nữa. Một cuộc khủng hoảng bắt đầu, thật khó tưởng tượng điều này. Họ yêu mến tôi, họ tin cậy tôi, thế mà tôi không thể nào dẫn họ đến nhà thờ. Tôi tự nghĩ, mình không thể nào vào nhà thờ. Tôi cảm thấy phải tôn trọng những con người thuộc về Thiên Chúa. Cuối ngày thứ tư, tôi tìm cha Peta ở Mễ Du thổ lộ tâm sự cho ngài. Tôi đã khóc ròng trước mặt ngài như một đứa bé con. Bấy giờ ngài mới hỏi tôi xem tôi có muốn chịu phép rửa tội không, và tôi đã trả lời, con không biết nữa, tôi không biết nữa. Trong lòng con thì bảo muốn, trái tim con dục con tiến hành ngay đi, bởi vì con chỉ làm sao được ở gần kề Đức Mẹ. Con chỉ xin được trở thành con cái của Đức Mẹ, cha có hiểu không? Nhưng tôi còn có quá nhiều vấn đề và câu hỏi, quá nhiều thắc mắc, quá nhiều tình thế tiến thoái lưỡng nan. Tất cả những gì thuyết vô thần đã nhồi vào trong tôi suốt cả quá trình cuộc sống, bây giờ hiện cả lên bề mặt. Những gì tôi đã lãnh nhận được tại Mễ Du, từ các vị linh mục, từ dân chúng địa phương ở đây, từ tất cả mọi sự, đó là yêu thương và yêu thương. Không có một lúc nào mà có ai đó đã thốt ra một lời nào khiếm nhã chỉ vì tôi là kẻ ngoại đạo. Không, không hề có, toàn là tình yêu, yêu thương. Cho nên, chỉ sau vài ngày, các vấn đề đều tan biến như mây khói, y như vậy đó. Và điều còn lại trong tôi là ước muốn được ở lại đây để gia nhập giáo hội. Và rồi tôi liên tưởng đến cha Duganzik. Lúc bấy giờ tôi đứng ở cửa nhà thờ, tôi cảm thấy mình không xứng đáng để bước vào. Tôi nghe thấy ngài nói và cầu nguyện cho những người ở ngoài hội thánh, làm sao để họ một ngày nào đó cũng vĩnh viễn gia nhập giáo hội. Tôi cảm nhận như thể ngài đang nói với chính tôi. Vài tháng sau đó, tôi đến đây gặp cha Trozo. Tôi đã từng đến đây với nhóm hành hương Cuba hồi tháng 4. Nhưng lần này thì tôi đã có cách thưa chuyện với ngài để nói lên cả sự thật về bản thân tôi. Bởi vì ngài đã ban cho tôi biết bao ơn huệ, ngài thương yêu tôi đến thế cơ mà. Và lần đầu tiên mà tôi bước vào nhà thờ là sau khi ngài đã ghi dấu thánh giá trên đầu tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cầu nguyện bằng kinh mân côi. Cứ như thế, tình yêu bắt đầu nảy nở, và ước muốn được tìm hiểu Thiên Chúa cứ lớn dần. Từ hôm ấy, tôi đưa việc suy niệm vào thời khóa biểu, vì tôi đinh ninh đó là một việc hết sức quan trọng, một chiều kích có thể giúp chúng ta lĩnh hội được những gì các linh mục nói với chúng ta. Cuộc sống mới. Tôi nhìn nghề nghiệp của tôi từ nay là một dịch vụ làm cho Đức Mẹ. Chả còn nghĩ đến tiền nong nữa. Tôi đi Dubrovnik, dẫn một nhóm đến Mễ Du. Tôi ở lại đây một tuần lễ. Nhà nước không can thiệp vào sự kiện chúng tôi trở thành người công giáo. Họ cho đó là vấn đề riêng tư của mỗi người. Điều chắc chắn là tôi thật sự sung sướng với công tác mình đang làm. Tiền bạc tôi không quan tâm hay bất cứ cái gì khác. Nếu Đức Mẹ yêu cầu tôi đến, tôi sẽ rất hạnh phúc được đem hết thời giờ cho Mễ Du, và tôi làm việc này như một việc phục vụ, chứ không phải một nghề kiếm ăn. Tôi thấy chính gia đình tôi cũng đang thay đổi. Vâng, mẹ tôi đã có mặt ở đây hôm qua để dự phép rửa tội và thêm sức của tôi. Toàn thể gia đình đều hoán cải. Tôi, mẹ tôi, em trai tôi, cha tôi, mỗi người riêng rẽ nhau. Chúng tôi đã có một cuộc sống khá gay go, không phải về tiền nong, nhưng vì cha tôi đã trở nên gánh nặng cho chúng tôi. Giờ đây, khi hiểu thiên hạ ai cũng có hoàn cảnh như
tôi có thể cống hiến cho họ một chứng tá, bởi vì tôi tin rằng một gia đình biết sống với Thiên Chúa thì không đến nỗi quá khổ sở, dầu họ hứng chịu cả một gánh nặng đầy gian lao, khổ ải. Bởi vì kẻ nào kết hợp với Chúa thì có chịu đau khổ cũng chẳng đến nỗi nào. Tôi đi chân đất leo núi thánh giá mà vẫn cảm thấy sung sướng. Tôi làm như vậy vì nghĩ mình phải làm cái gì hơn nữa cho Chúa. Có chịu khổ đến mấy vì Ngài cũng chẳng sao. Còn phải làm nữa đấy chứ. Cho nên tôi cảm thấy vui được chịu đựng. Hiện tại tôi ý thức được một vấn đề. Xong tôi hy vọng, một ngày gần đây tôi xin cha Jojo một lời khuyên hầu có thể chấp nhận những gì đang xảy ra và lướt thắng nó. Tuy nhiên, tôi tin chắc nhờ sống sứ điệp của Đức Mẹ, vấn đề cũng sẽ giải tỏa được. Đây là một vấn đề rộng lớn và khó khăn, nhưng tôi cầu xin được hưởng nhờ ân sủng phép thanh tẩy và thêm sức, cùng với các ân huệ và lòng mến, và tất cả những gì mà tôi sẽ nhận được của Vicca, mẹ đỡ đầu của tôi. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện thứ 137 của kỳ đọc truyện lần thứ 35 về các chứng từ về mẹ ở đây. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý thính giả, đến đây chấm dứt chương trình phát thanh giờ của mẹ hôm nay. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới www.memaria.org. Mọi đóng góp ý kiến và yểm trợ để nuôi dưỡng chương trình phát thanh giờ của mẹ, xin quý vị liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Nhóm thực hiện xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.